Tháng 9 năm 2014, do khu tập thể công nhân công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin thuộc khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả đã xuống cấp, hơn 50 hộ dân sinh sống tại đây phải di chuyển đến khu tạm cư cùng khu để chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin xây dựng một chung cư mới. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành vào tháng 3 năm 2017, công trình có nhiều vết nứt, thấm rột, các hộ dân bắt đầu có đơn kiến nghị và yêu cầu phương án tái định cư bằng đất ở do chất lượng công trình chung cư mới không đảm bảo. Sau nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng từ thành phố đến trung ương, đến nay hơn 50 hộ dân vẫn sinh sống tạm bợ trong khu tạm cư này. Khu tạm cư có 54 căn hộ, mỗi căn rộng khoảng 18m², xây dựng đơn giản bằng tường gạch, mái tôn, đã xuống cấp và có nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Trên kia người ta xây nó không đảm bảo chất lượng, cho nên là dân cũng nhờ các cái cơ quan kiểm định rồi. Thì dân họp chán người ta rồi không lên. Thế dự án thì không thành rồi mà bảo chúng tôi ở đây sau này sẽ cho mua đất. Nhưng mà lâu lắm, từ cái năm Covid rồi là thấy im hết, không thấy gì cả. Nhà cửa như này thì anh biết rồi, mùa mưa bão rất nguy hiểm, nứt hết cả. Thế mà chương trình là ở tạm trong vòng khoảng 2-3 năm, bây giờ hơn chục năm rồi. Đây là căn hộ của nhà bà Đoàn Hồng Liên, do không thể cơi nới xây dựng thêm nhà vệ sinh, gia đình đang phải dùng chung nhà vệ sinh với 4 hộ gia đình khác. Nhà chị có 2 vợ chồng với 2 đứa con. Nhưng mà nói thật với em là đây là ban ngày thì như này để sinh hoạt, xong bắt đầu tối đến thì bắt đầu là gọn hết vào thì là nằm 2 đứa con nằm dưới đất, còn vợ chồng nằm trên này. Nấu nướng thì nấu ở chỗ ngoài kia. Khi nào mà tắm thì con gái phải ra ngoài để bố mẹ tắm. Năm hôm mà rời mưa là cái chỗ này bây giờ lâu quá rồi, nó rột ướt hết. Thông tin đến phóng viên, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả xác nhận đây là vụ việc kiến nghị kéo dài đã nhiều năm. Địa phương đã triển khai nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa thể thống nhất phương án giải quyết giữa người dân, chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.